FPT Smart Home nâng tầm phong cách sống. Xin chào các bạn, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục tình trạng gọi OK Google không nghe. Trong quá trình sử dụng có một số trường hợp có vấn đề nên mình làm video này để hướng dẫn khắc phục khi gặp phải. Từ màn hình chính truy cập cài đặt. Chọn ứng dụng. Chọn xem tất cả ứng dụng. Chọn hiển thị ứng dụng hệ thống. Sau đó dùng điều khiển di chuyển xuống dưới tìm tới ứng dụng Google. Chọn vào ứng dụng Google, sau đó chọn xóa dữ liệu. Sau khi xóa dữ liệu xong, nhấn quay về trang chủ. Đợi khoảng 1 đến 2 phút, thực hiện nhấn phím Micro trên điều khiển để đồng ý các điều khoản. Thao tác nhấn phím Micro trên điều khiển như hướng dẫn. Bây giờ thực hiện kiểm tra lại gọi câu lệnh OK Google. OK Google, 1 cộng 1 bằng mấy? 1 với 1 là 2, 2 thêm 2 là 4, 4 với 1 là 5.